Chưa anh. À, ra đây rồi mà ta. Chưa hả? Dạ chưa. Hô mệt. Anh. Quen anh mà không biết anh tên gì nè. Thể. Thể hả? À, thể. Thể. Em sẽ quay quá trình anh nướng mỡ. Chim lên nướng gì TikTok gì đó đăng lên luôn. TikTok hả? Rồi em không có chơi TikTok anh ơi. Em chỉ quay để em giữ đó. Làm kỷ niệm. Đây, công quá trình chọn mực ngon nè. Để coi à, ảnh nói hôm nay đông quá trời anh. Nên ở ngoài nhà thờ Đức Bà thứ năm vẫn đông. Thứ năm hôm nay đông quá anh ha. Dạ. Nhiều trời nè. Dạ. Nhiều trời đông. Hôm trước em đi một quán á anh à. Cũng là con mực kìa. Mà không có cái máy cán á. Trời ơi em nhai mỏi chứ mà. Cũng tùy ra mực nữa. Nhiều lúc mấy mực nó hơi khô á. Dạ nó làm nó cũng được tươi lắm gì vậy. Dạ à, nếu mà em mực nó tươi mà nó có thể mệt nó cũng dẻo chứ. Dạ. Mực nè không mà... cán nên thì vẫn dẻo mực. Nhưng mà đa số là mực là phải còn bột á anh ha. Không, mấy bột tiện nói bột nó nhưng mà cái mực kinh nghiệm mực nó tươi, cái đầu mực nó tươi nè. À. Nhiều lúc nó thấy nó trắng vậy mà nhiều lúc nó rửa qua bằng nước, nhiều lúc nó rửa đi rồi nó ướp bằng the bằng đồ á nó ướp mực khô cũng là vậy luôn hả? Bỏ còn đó vậy. Ở đây anh đặt thì không có, nhiều anh bán anh biết là nhiều lúc nó lấy cái bịch nó tre vậy á, nó ướp cái hàng gì mà ngập cái nào cũng tươi đó nhiều lúc. Dạ. Cái em đem về em ăn không tới 1/3 con nữa, mỗi cái miệng quá xong về để qua hôm sau nha. Ngọt lắm chứ không phải ngọt. Em nói hôm sau em để dành em ăn, ai ngờ đâu sáng thức dậy con em á nó xử hết đó. Cái máy này là máy cái gì quay bằng cơm nè. Rồi cái này á ra sợi mực mới ngon nè. Mai mốt qua bên đó mua cái này đem theo qua bên đó xài. Trời ơi anh ơi. Mỗi lần mà em nấu đồ ăn cho nhà chồng em á là em phải để nhà chồng em đi hết rồi em nấu. Tại vì có mùi. Có hôm em nấu món gà kho gừng nữa, cái xanh hành em chồng em á nó vô nó hỏi chứ ủa mùi gì mà giống mùi nước đáy vậy. Xong rồi em nấu xong hồi em dọn ra cho ăn cái em hỏi ngon không đấy, nói ngon lắm, em hỏi ngon mùi nước đáy đó. Nó cười trừ chứ sao vậy. Mà nhiều lúc cái khẩu vị